Xin chào mừng toàn thể bác trở lại với shop của Hoàng Nam Audio nhé. Ở clip trước thì em Nam cũng đã tháo toàn bộ nội thất của combo nhà JBL SRX800, gồm một cặp SRX835 3 đường tiếng và một cặp xúc kép, đó là SRX828S. Đây là siêu combo đời cao cấp nhất hiện nay của nhà JB trong dòng đời SRX rồi các bạn nhé. Thì ở clip này em Nam muốn lên sóng để test chiết âm lời ca trên combo này để các bác có thể hình dung chi tiết hơn, rõ ràng hơn về siêu cấu hình này, để xem là chiết âm của em nó mang lại như thế nào trong cái tầm giá mà em Nam đang cung cấp, đó là 130 triệu một combo này. Và hôm qua thì em Nam cũng vừa cập bến thêm, đó là một con D-Big Velu 360 trong tình trạng là còn hộp. Rất là đẹp luôn, và giá thành của những con như thế này nếu mà mua mới cứng thì 33 triệu mấy trăm cơ. Thì em Nam đang có một cái giá rất rất tốt để gửi tới toàn thể các bác, một con duy nhất 360 giá 17 triệu 500 các nhé. Và sau đây em Nam sẽ gửi tới toàn thể các bác một ca khúc chót dại, và cũng vừa mới nghe thôi thấy giai điệu rất là hay, và sẽ test luôn cho toàn thể các bác để các bác cùng trải nghiệm cùng với em Nam trên cấu hình full combo của Lab, gồm Lex LM26, Lab Ruben FB14000 2M và một bản Nixer Yamaha LS9 để đánh siêu combo này, để xem là chiết âm của em nó mang lại như thế nào. Thì các bác cùng thưởng thức với em Nam trên combo này các bác nhá. Sau đây các bác cùng thưởng thức. Lúc vừa lớn anh biết chi tình yêu, có người đến thăm muốn được làm quen, lòng anh bối rối xôn xao. Những khi em thường trộm nhìn, anh không hiểu gì lắc đầu liên. Chứ ngờ thế gian có ai học đâu, ấy vừa mới quen chữ tình in sâu. Tưởng rằng mãi mãi thương nhau sẽ không bao giờ nhạt màu, nhưng nay tình đầu biến thành hận sâu. Dù cho ai đã phụ tình, đem hững hờ đổi trao với mình, làm sao quên, quên được người yêu. Nỡ năm đã yêu không tin suy, dấu nghèo chẳng tay chấp nhận cô đơn. Ngàn năm ghi khắc trong tim những câu ân tình ngọt nềm, yêu em một lần muốn đời chẳng quên. Một ca khúc phải nói là có bản beat rất là tuyệt vời, chất âm cũng như là lời ca trên combo của nhà SRX835 và 828S, thì các bác có thể nghe trực tiếp vào qua tai phone để cảm nhận rõ ràng hơn, chi tiết hơn về chất âm của combo nhà JB SRX800 đó nhá. Trước
chuyện ngờ thế gian có ai học đâu. Ấy vừa mới quen chữ tình yên rồi, tưởng rằng mãi mãi thương nhau sẽ không bao giờ nhạt màu, nhưng nay tình đầu biến thành thần sâu. Dù cho dốt nghèo trắng tay chấp nhận cô đơn, ngàn năm ghi khắc trong tim những câu ân tình ngọt mềm, yêu em một lần muốn đời chẳng quên. Ngàn năm ghi khắc trong tim những câu ân tình ngọt mềm, yêu em một lần muôn đời chẳng quên. Ngàn năm ghi khắc trong tim như câu ân tình ngọt mềm, yêu em một lần muôn đời chẳng quên. Dạ vâng, đó là những vài điều của ca khúc Chót Yêu được em Nam đang test trên combo với câu hình đó là CBN SX835 và SX828S, một trong những siêu cấu hình mà cao cấp nhất hiện nay của nhà CB trong đời SX rồi các bạn nhé. Và các bạn quan tâm đến sản phẩm của Hoàng Nam Audio thì có thể liên hệ cho em Nam để sở hữu siêu cấu hình này với giá đang rất tốt, đó là 130 triệu, gồm 2 súc kép và một cặp full 3 đường tiếng các bạn nhé. Bây giờ em Nam xin chào, hẹn gặp lại toàn thể bác ở những clip lần sau. Rất cảm ơn toàn thể bác đã luôn theo dõi, đồng hành, tin tưởng Hoàng Nam Audio. Đừng quên ủng hộ em Nam những lượt like, lượt chia sẻ, đặc biệt là lượt đăng ký kênh để em Nam chuẩn bị tròn 11.000 lượt đăng ký kênh. Sẽ có một chương trình tri ân vô cùng đặc biệt gửi tặng toàn thể bác trong dịp kỷ niệm 11.000 lượt đăng ký kênh các bác nhá. Bây giờ một lần nữa xin chào, hẹn gặp lại toàn thể bác ở những clip lần sau ạ.